Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại với một tựa game giả lập anh sửa xe. Đấy, thì sau tập 1 thì có vẻ cũng khá là ít người xem, nhưng mà thôi thì mình đã dự định mình làm cho hết rồi thì mình sẽ làm cho hết luôn, rồi sau đó những cái gì nó tới thì nó tới, và những cái gì nó nên bỏ hay là tiếp tục thì mình sẽ sao nói chung là suy nghĩ sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới cái tập trước thì mình đã nói giới thiệu cho các bạn làm kiểu như là để tổng quan cho sửa lại cái phần body cái xe đó. Thì hôm nay thì mình sẽ đi kiếm một cái xe nào đó cho nó độc độc tí xíu, và sau đó mình sẽ là kiểu như là làm lại máy cho đến khi mà nó chạy được luôn. Nay mình thử mình đi mình chọn ở trong đây đi. Thì mình nghĩ là mình sẽ lấy con Honda NSX này. Thì mình nghĩ là chiếc này là chiếc đẹp nhất rồi đó. Nó chiếc này thì mình chưa sơn nó nữa, cho nên mình nghĩ mình sẽ lên lấy nó ra luôn. Mình làm. Mình bỏ chiếc này qua để mình qua lại cho nó dễ mà. Qua cái A đi. Rồi chiếc này thì qua đây. Đầu tiên là cho sơn giúp đi. Sơn lại mẹ này, cái chiếc này là phải là màu gì mới đẹp ta? Màu trắng luôn ta, trắng thì nó như ba chiếc kia. Trắng này đỏ, chiếc này chỉ có hai màu thôi, trắng này đỏ thôi. Formula red. Màu đen, đen thì nó mình chưa thấy chiếc này ít màu đen. Trắng này đỏ, trắng này đỏ, trắng này đỏ, trắng đi. Thôi cho nó nhìn ba cái xe màu chắc mắc cười đấy, mình rất thích màu trắng. Màu đen nữa. Ok, chúng ta đã xong, và bây giờ thì quên chiếc này là động cơ đặt giữa. Engine cover nè. Rear left door nè. Mình phải lấy được cái máy ra đó. Giờ sao mà lấy cái máy ở đây ta? Gearbox bóc của nó nằm ở đây, thì trước khi vậy thì mình nói chung làm gì làm tháo bốn cái bánh ra cái. Mát xe, hư hết. Quyết tâm sửa chiếc xe này, siêu xe đầu tiên của Honda. Sau này thì Honda nó đưa cho Acura làm rồi, nên làm ra chiếc NSX mới á. Mạnh thì có mạnh hơn thiệt, nhưng mà dân tình thì kiểu như những người mà hâm mộ chiếc này á, thì người ta lại không thích lắm. Đây, mình phải tháo cái... Ôi má, phải tháo nhiều quá nha. Xét phần dưới đây hay mình phải để cao lên. Ủa? Đây, tháo cái này ra. Tháo cái trục ra. Tháo gì bốc ra, gì bốc V6. Đúng rồi, mấy chiếc này như chạy V6. Rồi thì tất cả xong chưa ta? Chắc xong nhá, cẩu động cơ đây. Xe. Game này nó... Đây, phần nào ra. Thường nó phải để phía sau buôn ra chứ, mà tại chắc game này cái mở đầu nó kiểu như cái game này, game gốc nó không có cái xe nào động cơ đặt giữa hết á. À, engine vô nào, V8. Đây, V8 là nó nè. Ý, nó nhìn cái động cơ ghê chưa, sửa cực lắm á. Tổng quét dần cái rồi. Sửa cái này ra trước đi. Ui, nhiều vãi ra luôn á. Thì game này làm thiệt mà, nên các bạn phải làm cho nó kiểu nó... Nó có cái nhà làm game nó muốn mình làm thiệt hết mức có thể luôn. Bốn cái cầm xe, cầm gì rồi, chưa. Mình thường làm xe nó có bộ hai cái, nên nó làm vô dễ. Nó nhanh chứ phải nó dễ nữa, mà còn cái này nó làm tí nữa lắp vô là mệt lắm á. Chưa kể không biết mình 300 mấy ngàn tiền của mình đủ để có thể mua lại những cái phụ tùng cho nó hay không nữa. Gỡ cái thứ này ra rồi. Gỡ ra. Engine head quá là nhiều. Mà chiếc này mình nhớ nó ở ngoài V6 đúng không? Mà sao nhiều vậy? Sao nó nhiều. Còn gì vòng vòng đây không? Tháo ra luôn coi. Chắc hết rồi. Lép. Đó, chưa đầy. Má gỡ mấy cái bê tông ra. Ui giời. Đó, mở cái lắc sắt này ra rồi đó. Coi như xong. Coi như tháo xong rồi đó. Giờ mình lại đây mình coi coi cái gì có thể sửa được. Gì bóc sửa được luôn nè. Ok, sửa được. Cái trò này mình nghĩ nó có thêm hai thứ nữa mà mình không thích lắm, đó là lúc mà bạn mình tự nhiên cái mình sửa xong động cơ rồi mình bỏ lên nó lại không được, mình phải bỏ lại cái xe cái mình cẩu lại từ đầu. Ồ má, engine block mà hư luôn, không sửa được hồi nãy. Rồi ok, thôi đi mua.
V6B. Mình thì mình không có nhớ rõ mấy này lắm nên cũng hỏi V6B. Ôi má 2000 đô. Lúc vào má xài phí lắm. Rồi à. Ơ. À rồi hiểu rồi. Nó hơi còn cần xíu, bạn thấy game này nó còn cần. Ghê cực kỳ ghét đó, mình phải đặt cái động cơ này lại đây. Rồi nó phải tháo ra lại nữa. Đó, bây giờ bắt đầu bỏ này được. Mi. Đó. À thôi bỏ mấy cái bê tông vô này chứ. Cái rác sắt này, cái này không sửa được luôn. Này hả ta? À đây V6B này. Trò này rất là dễ mua lộn nha. Để ý gì? Giờ là ở đây là V6 là 6 cái bê tông. Ở đây mấy cái bê tông đâu? Này mua trước đi. 4 cái này, 4 cái. Ô là bê tông đâu? Chứ bê tông nó riêng nó không ghi. V8 khác đúng không? Bích tông à, bích tông riêng. Bích tông là phải 6 cái nè. Bích tông riêng là 6 cái luôn. Đó cái spark bull nè. Mình cứ nhớ là mấy xe nào là cũng phải có cái đó. 6 cái. Này nó chính cái cục gì phía trên nó nữa đó. Nói chung là có chứ không có. Nhưng là tao nghĩ bên kia là nó chưa có cái đó lắm á. Thấy không? Giờ phải rã nó ra nè. Ở đây, đây không phải, nó nằm đây. Ignite some coin. Chút nữa chắc mình nghĩ là cần thêm cái này nữa, đi chút bình gì đó. Đi có không nè? Không có. Yay à, xong đi, đừng thiếu gì á. Ok, thì mình đã xong cái động cơ rồi. Giờ thì chúng ta sẽ tới hai cái bộ phận kế tiếp.
là nó không được, mà là nó không có cho mình lấy cái đội mình đem bỏ trực tiếp nguyên cái động cơ vào luôn. Mà cái này mà bữa là mình đem mình làm xong mình bỏ người ta, hay chắc cái xe này nó cho cái bung của ta. Cái này là mình thấy mấy cái xe mà nó làm bên kia là nó không có cần cái này bỏ vô. Đó, install động cơ vô nè, đó giờ mới được. Mà bữa là mình để thẳng vô luôn hay là những cái động cơ khác ta, nó có nặng á, kiểu như vậy. Mà chỉ nói chung là bỏ vô được là may rồi. Tại lúc mình nghĩ là mình làm sai động cơ, nhưng mà sao sai được, tại cái này cũng lấy từ cái này ra mà. Gearbox V6 nè. Rồi Ride Atle. Còn thiếu cái Ride Atle B nữa. Ride Atle B, cái phong này phong riêng. Rồi, thấy cái bánh này là xong rồi đó. Pin nữa. Pin làm biến sạc có hơi mua luôn. Giá cũng thiệt chứ mình nhớ đâu có được mình nắp quy ngoài đời, giá cũng vậy. Giờ sửa cái này lại đó nè. Đó, cái bánh xe là xong rồi. Fuel bơm. Bơm bơm bơm. Đây. Còn lành rồi. Chắc cái chỗ để dầu vô nó nè. Cái chỗ này cũng quan trọng nè. Phải bỏ dầu vô nó mới chạy được. Cái này là ngay cái cơ bản đầu game nó chỉ các bạn. Super premium motor oil. Rồi, chắc cái coi động cơ nổ nè. What the fuck, đo nữa theo. Mình nghĩ là nó còn thiếu một cái bộ khởi động. Cái starter đây. Đúng y luôn. Tại mấy lần rồi cái phần này là lắp vô xe rồi. Lắp kiểu như là máy động cơ vào xe hết rồi mới lắp cái này vô được. Mà thường lắp vô rồi mình lại rất là dễ quên. Ôi, hình như là lip mê. Đói. Nó coi như hoàn thành này đó. Giờ không nổ nữa thôi luôn á. Em nào. Đó. Good. Rồi hai động cơ nổ là coi như xong rồi. Được. Engine cover. Rear rồi xong. Ôi sao cái cửa sổ này chưa có à. What the fuck, nãy chỉ có cửa sổ mà nhớ mình xong hết rồi. Đó có cái này kính của chiếc kia rồi. Rear nè. Chân window nè. Rồi cái nào đó. Đây. Đây. Vãi. Chưa có đâu. Chưa có cửa sổ phải cứt. Nó chân. Và chân window nữa. Mà thế này mình view rồi đó. Hê hê, coi như xong rồi. Ơ, quên rồi. Mình phải còn cái ghế nữa. Vãi thiệt. Rửa này ra. Chị tìm nguyên rửa ra. Ghế mình có dư không ta? Hồi má dư ghế. Hồi ghế. Nó có cái ghế cho riêng cho chiếc xe này luôn ta? Không có, mình phải đi mua bằng những đồ ở trong đây. Mình cần hai cái ghế. Ghế xe đua đâu mày? Em nhớ đâu mấy cái ghế đa, mà xe đua nó đặc thù lắm. Đây, mấy ghế giống giống vậy nè. Hai cái đi. Mua lăng nữa. Này coi như được. Ok, giờ chúng ta sẽ để cái ghế vô. Ủa, chúng ta làm mấy cái nhiều thiệt luôn á. Hãy mua chiếc biết nè. Cái khâu cuối cùng đó là xong rồi. Cố lên. Rồi, giờ chúng ta sẽ tới cái khâu cuối cùng đó là chọn bánh xe cho nó chạy. Mâm xe này thì có 19-20 inch. Mâm nào đẹp, mâm nào đẹp đây. Đây nó có cái loại mâm 5 chấu mà đặc thù của Nhật. Đặc thù của mấy cái xe Nhật luôn. Lấy cái này đi. 4 cái. 19 đi. 20. Rồi giờ chúng ta thấy lớp xe mình sẽ lấy lớp thể thao vậy. Thể thao lấy lớp xe đua thôi. Xe đua thì nó sẽ đua. Nhật.
đó, và sau khi bạn xong là mình cái phần đầu mình có giải thích này đó, cái tập trước đó đưa bánh vào. Cái này ngoài đời nghĩa để lớp xe vô cái phụ kiện mà để cho nó để đưa cái lớp xe vào cái mâm, cái mâm á, có cái này là xe hơi mới có, là bộ cân bằng bánh xe á. Dí sắp bị chạy xe rồi. Ủa sao cái cửa xe lên màu đỏ màu này? Ủa bên đây màu trắng, sao bên này là gì? Hèn chi hai cái. Hèn chi nhìn ta xa xa nhưng thấy nó kỳ. À, nhìn xa xe ta đẹp chưa? Còn xe tàu hủ này nữa, mình chả biết khi nào mới có thời gian sửa nữa. Huyền thoại đấy. Không ai mà chơi sinh nhật mà không biết được cái xe này. Nó nhìn động cơ trong nó quế vậy. Bánh mình cũng tháo mẹ ra luôn rồi, để đây để chừng ở trong, nhưng chừng ở đây luôn nhé, nó không có thời gian sửa. Lo đi kiếm xe về phục chế không hết mẹ thời gian này. Nhắn nhanh bốn bánh xe rồi thôi. Ô, vừa luôn nè. Nói chung là cũng hơi to tí xíu á. Hơi to xíu cái này, đúng rồi nãy cỡ 18-19 in là vừa luôn á. Thôi kệ lỡ rồi. Dành nó hơi to xíu. Yay, xong rồi xem. Gì ta? Engine CB. Yeah, xong rồi. Ở quên xe này thì nó nghịch mình, cứ quên. Cứ quen xe có gì cái mình cứ bỏ à. Looks nice. Đi đến đường đua nào, đi đến đường đua. Đó, chạy được á, vậy là xe thành công rồi đó. Các bạn bấm vô kiểu như là bạn làm xong cái xe, bạn bấm vào đường đua mà bạn chạy được á là mừng lắm. Tại nó chơi nó phải xe nó phải coi như là nó xong hoàn toàn á, nó mới bỏ vô đường đua chạy được, chứ thiếu một cái dù là nhỏ nhất á, nó cũng không có cho bạn đi ra nữa. Xe kỳ đá thiệt. Mày qua lại, qua lại. Xe này là xe cầu sâu, cho nên xe cầu xe cầu sâu mà ngoài đời các bạn không có để ý kỹ là nó lên kiểu như máy nó lên cỡ 6-7 vàng vòng quay gì đó, bạn ấn mà kiểu ấn quẹo vô cái này nó dễ bị quá lái lắm. Nó trượt, thấy không, nó bị trượt phần sau á. Cái này ngoài đời nó gọi là oversteer á. Còn trường hợp này nè, nó cái trường hợp thắng mà các bạn mà quẹo không được luôn á, nó gọi là understeer á. Này lớp xe đua nên chạy vô đường đua cái nó bám đường tốt hơn đỡ. Chứ đợt hồi mình ngồi mình làm chơi cái xe rip á, nó chạy mà vô đây nó quá mắc cười, nó quay vòng, nó không chịu chạy. Coi như xong xong rồi, xong cái xe. Rồi xong. Phanh tốt luôn nè. Rồi xong cái xe, vậy chúng ta về tới nhà và đây là chiếc xe sau khi chúng ta hoàn thiện nó. Đẹp á, sao mày đẹp vậy? Việt Nam mình hình như chỉ có đúng một chiếc này thôi, đúng một chiếc này mà có giấy tờ đàng hoàng á. Như mình đã nói, bạn nào mà thích á thì có thể mua trên Steam để ủng hộ cho nhà kiểu nhà làm game. Một phần là để cho nó có cái cục đồng workshop á, các bạn mod miết rồi vô nó dễ hơn nhiều. Rồi gì nữa ta? Chứ mình nghĩ rắc thì các bạn phải kiểu như là nó mod miết rồi vô nó không có thuận lợi á, mod được nhưng mà nó không có thuận lợi á, các bạn sẽ khó. Chứ lên workshop của Steam là nhấn subscribe mấy cái là xong mà. Và game này mình nghĩ mình thấy nó cũng không có đắt lắm nếu các bạn mà canh đúng mùa giảm giá. Chứ còn bây giờ thì 188.000 thì nó mắc thiệt. Cá nhân mình nó cũng không mắc lắm nữa, cho cái game gọi là để giải trí. Có thể cho bạn nào mà thích á, bạn chơi được chắc cũng khoảng chừng 2-30 tiếng á. Trò nào mà bạn nên nhớ là trò nào mà nó đã có workshop ở trong đó là nó khó chết lắm. Điển hình như Left 4 Dead á, các bạn biết không? Cái game đó là đến bây giờ là nó không đết được. Mình thì nhiều lúc mình chán á, mà không có gì giải trí á, thì mình vô chẳng vô trong đó. Mình vô mình mod miết rồi đồ mod waifu rồi đồ vô mod súng đạn rồi đồ vô chơi. Được hết, đi giải trí cực kỳ tốt. Ok thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.